Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 595, bức ảnh tới muộn. Một bây giờ là 11 giờ sáng. Hắn quay đầu nhìn cô gái trần chuồng trên giường. Cô nàng rất đẹp, thế nhưng tên là gì hắn cũng chẳng nhớ rõ. Điều này cũng có là gì, dù sao cũng chỉ vì tiền. Người yêu, mèo mễ, hắn đã thử đủ cả. Mấy năm qua, ngày nào hắn cũng đổi một người con gái, Thực ra hắn cũng không chọn, đôi khi hắn ngủ với con gái xấu. Ngày hôm sau quên mất, có cô gái có thể ngủ tới 3, 4 lần, đơn giản cũng là vì tiền. Có một số việc chẳng hạn như hắn rất mơ hồ về thời gian, từ khi ra khỏi trại an dưỡng, cha hắn nói với hắn một lần, sau đó không thăm long gì hắn nữa, đại ca ngày thường cũng tới thăm, sau đó có một khoảng thời gian tính khi hắn rất nóng nảy, muốn giết người gì đó. Các loại bạn bè trước kia của hắn xa rời hắn, sau đó mới biết là cha và đại ca hắn hạ lệnh, không cho hắn tham gia vào công việc nữa. Lúc đó hắn bắt đầu hít thuốc viện cho tới bây giờ, bởi cứ mỗi lần nhìn thấy vết thương ở cánh tay là hắn lại đau thương tột đỉnh. Hắn mặc áo sơ mi, che vết sẹo ở cánh tay, mọc một cái quần đùi, đẩy cửa ra, hô to một tiếng, thím ngô. Sau đó hắn nhìn về một bên lan can, thấy có một người hầu ngã xuống đất, quá rồi, quá rồi, hắn lắc đầu, thì thảo tự nói. Hiện giờ hắn đang đứng trên ban công biệt thự, đưa mắt nhìn xuống mới thấy phòng khách có một người ngoài cửa lớn có một cảnh vệ ngã xuống trong ánh nắng quá rồi ảo giác cái loại tình cảnh này không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong mấy năm nay mỗi lần lại khác nhưng bóng người kia lại quen thuộc giống y như trong ác mộng hoặc là trong không gian đen tối đầy người chết hoặc là trong một công viên hoang tàn đầy máu ác ma kia lần lượt kéo hắn vào địa ngục sau đó giết chết tình cảnh như vậy cứ lập đi lập lại nhiều lần lúc này hắn thì thào đi xuống phía dưới nói ta không sợ ngươi ngươi là ảo giác ảo giác ảo giác kia quay đầu lại nói với hắn một câu, ứng tử phong, chờ ngươi dậy thực lâu đấy, ngươi là ảo giác. Hắn lắc lư đi tới phòng khách, mắt thấy người kia đã đi tới, trong tay cầm một chia bia, sau đó đổ xuống đầu dưới, bia lạnh làm cho hắn tỉnh táo lại một chút, bọt bia theo đó sủi, eo http, gương mặt đó lạnh lùng nhìn hắn, sau một lát, hắn đột nhiên ngã xuống đất, liều mạng bò lên cầu thang. Không 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 có khả năng, người đã chết, người đã chết, nói đúng lắm, tao tự cho rằng mình đã chết, gia minh như u linh đứng đó nhìn đồng hồ đeo tay mày đã tỉnh ngươi không thể giết ta ngươi không thể giết ta ứng tử phong bỏ lên được năm bậc thang sau đó lại tuột xuống lúc định bỏ lên nữa thì gia minh đã đi tới ngồi trước mặt hắn chỉ một thoáng toàn thân hắn đã hết sức hắn nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia vô ý thức nói ngươi không thể giết ta cha của ta đại ca của ta bọn họ sẽ trả thù bọn họ đều sẽ trả thù ngươi không dám giết ta lần trước ngươi cũng không dám giết ta sẽ trả thù Câu nói lắp bắp này chính là câu nói mà mấy năm nay hắn tự an ủi mình, người kia đã chết, hoặc là hắn không dám động thủ. Trong lúc hắn không ngừng an ủi, hắn thấy ra mình lắc đầu, trong ánh mắt có chút tức hận, có chút buồn vô cớ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên vai hắn, giống như đang cố gắng an ủi, không được, lần này không giống, không giống, sau đó, cánh tay của hắn ấn lên cổ đối phương một cái, đột nhiên kéo tới. 11 giờ rưỡi, tại tổng công ty của tập đoàn Chiêu Hải, ứng hải sinh và ứng tử lam đang ở trong thang máy nhận được điện thoại của vệ sĩ cho biết tin ứng tử phong bị trói có ai nhìn thấy hình dáng của bọn cướp không không có mọi người trong biệt thự đều bị đánh ngất xỉu trong video cũng không lưu lại gì nhưng mà chúng tôi đoán là khoảng nửa giờ sau thằng này bảo hắn nghiêm chỉnh một chút hắn lại chọc tới ai không biết ứng hải sinh oán hận mắng một câu đối với người con út này trước kia hắn có cảm giác rèn sắt không thành thép sau khi xảy ra chuyện 4 năm trước địa vị của hắn trong viêm hoàng giác tỉnh không ngừng xa suốt, hắn lại càng hận là mình không sinh ra thằng nhóc này thì tốt hơn. Mấy năm nay hắn đã bỏ mặc, còn thu hồi tuyệt đại bộ phận quyền lực bên cạnh nó, nhiều lắm cũng chỉ để lại cho nó chút tiền tán gái, vui chơi, ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện không kiến chi trần đã làm hắn cảm thấy lo lắng, hắn phiền lão vô cùng. Ứng tử lam ở bên cạnh thì vô cùng khẩn trương, liên tục hỏi mấy vấn đề, sau đó xin chỉ thị của hắn, muốn lập tức tới cứu em trai. Ứng hải sinh phất tay, hắn mặc dù không có hảo cảm với người con út này, nhưng tình cha con, anh em cũng không thể bỏ được, hắn bảo ứng tử Lam đi làm, sau đó hai người mỗi người một đường. Vốn hai cha con họ định đi tham dự một buổi tiệc thương nhân, nhưng bây giờ phải đi xử lý án bắt cóc, họ đi ra khỏi phòng khách, ý ngợi xem người đứng sau vụ này là ai. Ví dụ như là Phương Tri Thiên chẳng hạn, bởi vì họ không muốn cho ông ta lấy được không kiến chi trần, có thể Phương Tri Thiên sẽ tính tới chuyện bắt cóc con mình, lúc này, họ mới đi tới cửa chính thì điện thoại của hai cha con đồng thời vang lên, cùng là dãy số lạ, có lẽ là bọn cướp. Ứng tử Lam nhìn lướt mắt cha mình, đưa điện thoại lên, sau đó ứng hải sinh nhấn nút trò chuyện, alo, dường như các người đã biết chuyện của ứng tử Phong, tiếng người kia vô cùng thản nhiên, cũng hơi có chức quen thuộc, nhưng lại có vẻ lạ lùng. Trong khi nói chuyện, hai người dẫn thêm khoảng 10 vệ sĩ rời khỏi công tập đoàn Chiêu Hải, bên ngoài chính là một khu quảng trường, bởi vì thiết kế khu vực xung quanh này tương đối đẹp, nên đoạn đường này đều mát mẻ, gió thổi làm tay áo bay phấp phới đoàn xe đợi họ cách cửa lớn khoảng mấy mét ứng hải sinh trầm mặc một giây đồng hồ ngươi muốn cái gì tao tới để tặng đồ cái gì anh gia đình ấy bảo các người tới giang hải nhận ảnh các người không tới vậy tao đành phải phiền một chút đưa tới tận nơi cho các ngươi cách đội xe không tới hai mét ứng hải sinh và ứng tử lam đột nhiên dừng bước gió nhẹ lướt qua người trên quảng trường đi tới đi lui bốn năm thời gian xa xa gần gần ký ức đó khắc sâu vào trong trí nhớ của bọn họ cũng đúng vào lúc này, có một bóng người hạ xuống, bằng ầm. Chương 593, bầu trời, một trong quán bar vui vẻ cùng loạn, ánh sáng biến ảo, có một cô gái tóc đuôi ngựa trung miệng uống rượu, trong tiếng người ầm ĩ, nàng có vẻ im lặng và lạnh lùng, này, mỹ nữ, đi một mình sao, cầm một bình rượu, một gã nam nhân mặc áo sơ mi đen cười ngồi xuống đối diện. Lần đầu tiên thấy cô ở đây, nữ nhân liếc hắn một cái, uống một hớp nhỏ rượu, ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy người lại nở nụ cười, lần đầu tiên thấy cô ở đây, đại uống rượu như thế này, có lẽ độ rượu không cao, cho thử một ngụm xem thế nào. Nói xong hắn vươn tay muốn cầm bình rượu bên cạnh đối phương, nhưng mới đưa được một nửa đường đã bị người khác nắm lấy cổ tay, một nam nhân mang theo khí chất tăng thương, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con nói, xin lỗi, nơi này có người. Người kia nhìn cô gái không thèm để ý tới hắn chút nào ở trước mặt, lại ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nắm cổ tay của mình, sắc mặt trở nên độc ác, đưa tay rút ra, mày ở đâu? Tao chưa thấy mày bao giờ, đúng là không thấy thật. Một lát sau, người nọ đứng lên, móng một câu rời đi, sau khi hắn rời khỏi, tiểu mạnh ngồi xuống vị trí đó, cười cười, hắn nói đúng, độ rượu này không cao, có thể thử một ngụm, tử lượng của tôi không tốt, không muốn uống say, đúng vậy, đã lâu rồi cô không uống, tiểu mạnh nhìn chung quanh, nói. Thế nào, có người mất cảm giác hay không, đối diện, xa xa nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt có vài phần châm chọc, kỳ thực gần đây tôi ít tới những chỗ như vậy, anh cũng biết mà, cảm nhận được tâm tình của đối phương, tiểu mạnh gật đầu, không nói gì nữa, một lát sau, xa xa mở miệng, nam đó, à. Nếu như không xảy ra chuyện như vậy, anh biết hắn thường dẫn tôi tới chỗ nào không, tiểu mạnh liếc nhìn nàng một cái, trước kia cô thực sự muốn tiếp nhận bang phái, đại khái là vậy, khi đó cô muốn đi học đại học, gia minh, nhắc tới cái tên này, sắc mặt xa xa lập tức thay đổi, tiểu mạnh hít một hơi. Bốn năm qua hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là do cô gái quá biệt lập hiện giờ đã trở về được mấy hôm hai hôm trước còn bị chấn động bởi trận đấu lúc này đã hoàn toàn bình phục nếu như nàng không muốn nói hắn cũng chẳng làm thế nào được cả gia minh không muốn cô tiếp nhận băng phái lúc đó khi hai chúng tôi nói chuyện phiếm hắn nói là cô muốn đùa hắn sẽ giúp cô đùa cho thật vui lúc đó hắn cũng có suy nghĩ tới chuyện bảo tôi tiếp nhận thành thật mà nói khi đó tôi không có cái ý nghĩ này nhưng mà tôi nghe lời hắn từ khi lão đại qua đời hắn đã muốn bỏ xa trúc băng rồi khi đó hắn hỏi tôi là muốn làm chuyện gì lập công ty cũng được hắn bảo cứ ở trong bang phái đánh đấm mãi cũng không ra sao lúc đó tôi còn nghĩ không biết hắn có coi mình là bằng hữu thực sự hay không nữa xa xa uống chỗ rượu còn lại trong chén nói hắn bàn giao hậu sự sao lúc đó tôi chưa nhận ra tôi quay về đây chuyến này nàng rót rượu cho mình ngừng đầu cũng không biết quay về làm gì đi nhìn bia mộ của hắn ư bia mộ có thực sự là của hắn hắn chết ư không ai biết hiện giờ tôi muốn gặp ai Linh tĩnh tôi cũng không dám gặp, khoảng thời gian cuối cùng, hắn nói với tôi, muốn làm gì thì cứ làm đi, làm không được thì về bên hắn khóc lóc đập phá, cũng giống như ngày hôm qua vậy. Bốn năm, tiểu mạnh đã hiểu vị trí của Gia Minh trong lòng đối phương, hắn không nói gì, chỉ rót rượu, xa xa cầm lên, lại lắc đầu, đem chén rượu đặt xuống, không uống, tôi nhớ cái ngày tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi uống rượu, hôm sau thì đã thấy ngủ chung với hắn rồi. Khi đó tử lượng của hắn cũng không tốt, cha tôi lại hạ thuốc trong bình rượu, tiểu mạnh nở nụ cười, hóa ra các người tôi còn nhớ rõ, lão đại khi đó nói với chúng tôi, cô cũng sắp tốt nghiệp, có thể vào trong học viện thánh tâm, ở đó có người quen là cô giáo nhã hàm. đêm hôm đó chúng tôi cũng ngủ lại trong biệt thự, liên hoan uống rượu bình rượu vang đỏ, hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm, bỏ thuốc, tôi còn nhớ, lúc đó lão đại chuẩn bị không tốt, buổi tối gặp một cô gái trong hành lang, bảo tôi mang rượu vào phòng trợ hứng kỳ thực ngay lúc đó mấy phụ nhân tới biệt thự của cha cô không phải là hàng có số má gì cũng không quá xinh đẹp nhưng khi lên giường với ai cũng như nhau cả thôi tôi phải tìm một lúc mới được một bình rượu sai tiểu đại băng vào ngày hôm sau chúng tôi thu dọn trong biệt thự cha cô cũng biết cuối tuần các người tới cho nên bảo chúng tôi dọn dẹp thật sạch sẽ bỏ thuốc đại khái là như vậy xa xa nhắm mắt lại thân thể du nhẹ nhẹ giống như là muốn nuốt thứ gì đó xuống một lát sau mới mở mắt ra đúng vậy Cha tôi luôn nói là tôi không ăn tĩnh học việc nhà, nói Gia Minh có thể yêu tôi đó là phúc khí của tôi, được rồi, tôi thừa nhận là mình có phúc, à, tôi cũng không phải là không muốn trở nên ôn nhua, học làm việc nhà, học nấu cơm. Nửa năm cuối, khi tôi ở xa Trúc Bang, Gia Minh tới thăm tôi, tôi cũng đi chợ muốn nấu cơm cho hắn ăn, hai người cùng nhau làm việc, khoảng thời gian đó ngẫm lại thật là. Tôi đố kỵ linh tính, có cảm giác mình kém hơn cô ấy, cho nên mới bốc đồng chạy ra ngoài, sợ hắn không thích tôi nữa cho nên phải nghĩ cách chiếm hữu hắn một chút. Hắn cũng đã nói là vĩnh viễn chờ tôi trở về khóc, tôi hiện giờ không biết nên làm cái gì, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Tiếng động trong quán ba quá lớn, xa xa lại nói nhỏ, ngay cả tiểu mạnh cũng không biết là nàng nói cái gì, nhưng hắn hiểu, bản thân nàng nói không phải để cho người khác nghe, chương 594. Bầu trời, hai trong khi nói chuyện, có một đám người từ trong đám người đi tới, trong đó có cả tên đàn ông bị tiểu mạnh nắm tay lúc nãy, hắn cũng là một người giang hồ, lướt mắt nhìn tiểu mạnh, sau đó tới chỗ xa xa, cầm chén rượu lên nói, mỹ nữ, uống chén rượu này, coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa nói xong, hàn mang trong mắt tiểu mạnh đã lóe lên, bàn tay trái vỗ một cái, chiêu thức này giống hệt như roi thép, người nọ còn chưa kịp phản ứng, thì chén rượu đã nổ tung, mặt hắn lập tức nở hoa, máu văng khắp người, bắn ra về phía sau tới mấy mét. Tiểu mạnh đứng lên, tay phải vỗ một trường vào đầu hắn, người kia trực tiếp lan ra đất, Máu tươi chảy khắp nơi, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, mấy người phía sau đang muốn lên thì một gã tóc vàng ngoại quốc đã nhảy lên bàn, đá bay đám người kia. Đám đầu trâu mặt ngựa ở xung quanh thấy có chuyện, kêu lên một tiếng, vừa định chuyển người thì đã bị một người khác đánh ngã HTTP, lần này tới đây giải sầu ngoại trừ xa xa, tiểu mạnh, còn có thành viên tiểu tổ hành động của U Ám Thiên cầm. Mấy người thuận thế xuất thủ, có một đã nam nhân châu Á, thấy cảnh tượng hỗn loạn, lập tức xông lên bục biểu diễn cầm loa hát lên tiếng hát của hắn, tiếng hát lập tức vàng khắp không gian, xa xa đứng dậy, các người cứ đùa đi, tôi đi về trước, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài cửa. Theo đoàn người ra khỏi quán ba, gió đêm mát mẻ, tiểu mạnh cầm một cái khăn tay cũng lao ra ngoài, hai người lái xe, trở lại khu phố của Linh Tĩnh, bọn họ ở trong một căn nhà bốn tầng. Xa xa lên sân thượng, nhìn thấy cửa võ quán, ở xa xa, Linh Tĩnh đang ngồi trong bóng đèn, tựa bên cửa sổ. Hai người gần nhau trong tấc gang mà như biển trời cách mặt, Lúc này, ở một thành phố khác, có hai cô gái xinh đẹp yêu nhã đi ra khỏi cổng sân bay, ba người đàn ông đứng chờ sẵn tiến lên đón. Victoria, hoan nghênh tới Giang Hải, cô gái cởi cái bao tay màu trắng, đưa cho nam nhân tên là Peter, không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhà thình cung, trông nụ cười giống như là máu đỏ huống, năm người vào một chiếc xe ở ven đường, trong ánh mặt trời, chiếc xe hòa nhập vào trong luồng xe cộ hối hả của thành phố. Cũng vào lúc này, ở mảnh đất phía nam, Hồng Kông, trải qua vụ bán nhau với phỉ đồ, đám người Mộc Cha đang ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị, bởi vì lần này tử thương quá nhiều, cho nên mấy phóng viên cứ trổ trực ở ngoài không tản đi, có một bộ phận cảnh sát đang duy trì trật tự. Tới gần nửa đêm, trong một bến tàu hẻo lánh, có một số người đang bí mật lên thuyền, người kỳ thực không nhiều lắm, nhưng đều không phải là người lương thiện, họ toàn là những người nhập cư trái phép, chủ thuyền kiểm tra nhân số, đem tàn thuốc trong tay ném xuống đất. Lúc hắn xoay người chuẩn bị lên thuyền, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên ôm túi, hắn lập tức cảnh giác, đến nghiễm châu, đây là 5.000, cúi đầu lấy một sấp tiền ở trong túi, thiếu niên này xem ra là biệt chuyện làm ăn, nhưng gần đây hắn chỉ nhận những mối do người quen giới thiệu, cậu nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Làm chuyện này sợ nhất là kéo dài thời gian, chủ thuyền đánh giá tên thiếu niên, có mấy người ở trong khoang thuyền thò đầu ra ngoài nhìn, đột nhiên có một tiếng súng vang lên, rất ít người có thể kịp phản ứng chuyện này, khi họ phản ứng lại được, định lùi lại rút súng thì mi tâm lập tức có một lỗ thùng. Mắt thấy tình cảnh như vậy, có người đột nhiên hô lên, con mẹ mày sau đó rút súng, mấy người không mang theo súng thì chuẩn bị cướp đường bỏ chạy, dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng súng tiếp tục vang lên trong trời đêm, sau đó mấy giây, thiếu niên khoác túi vi tính lạnh lùng bỏ tay xuống, trong khoang thuyền lúc này toàn là xác chết. Hắn chỉ họng súng vào chủ thuyền, chủ thuyền run rẩy nói, tôi, tôi 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 biết, cậu đi nghiễm nghiễm nghiễm, nghiễm châu, đừng giết tôi, tôi sẽ lái thuyền, không cần tôi cũng biết sau câu nói đó chủ thuyền lui lại một bước trên đầu đã có lỗ thủng thân hình rơi lôn xuống nước biển thiếu niên kia lên thuyền lái thuyền rời đi trong quá trình đó hắn cũng ném từng thi thể xuống biển sau đó hắn ngồi ở trong khoang thuyền mở laptop vui đầu tìm kiếm những tư liệu mình cảm thấy hứng thú ngày hôm sau nghiễm châu khoác túi vi tính gia minh đi qua một công viên nhỏ ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn 10 tầng mặt trời lúc này mới nhú bốn chữ tập đoàn chiêu hải uy nghiêm óng ánh gió nhẹ thổi qua, sức sống giạt rào, đây là một buổi sớm tràn ngập hy vọng, trong giấc mơ tỉnh lại, một tia sáng chiếu vào qua cửa sổ, bên người là một cô gái đang ôm chặt. Màn hình TV Plasma đã biến thành màu xanh, tối hôm qua mở âm nhạc quên không tắt, hôm nay nó đã hết đĩa, ném nội y, các vũ khí của đàn ông xuống, ống tiêm, các dụng cụ đựng thuốc viện xuống đất, trong phòng bốc lên một cỗ khí tức nồng nặc. Để cô gái ở bên cạnh ra ngoài, ngồi xuống thành giường, giống như thường lệ, hắn đang phải chịu đựng cảm giác cậu nhỏ của mình đau đớn, đưa tay bóc chán, trong lúc vô ý thức lại thấy được một vết sẹo, mẹ nó. Hắn móng một câu, mấy năm nay khi tỉnh lại, lúc nào quanh mình hắn cũng là cảm giác mê huyễn, miệng khô lưỡi khốc, suy yếu vô lực, thanh âm điều hòa vẫn vang lên bên tai nhưng hắn vẫn cảm thấy khô khan, giống như có hàng trăm con ruồi bu quanh mình. Hắn đưa tay vỗ mấy cái, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo cái màn che, ánh sáng chiếu vào làm hắn cảm thấy không thích ứng, lại dùng lực khép lại, mươi 591, tử thần ngoài cửa sổ, một soát một cái, tô là phổ xoay người lại, tay trái rút súng, chữa họng súng vào chán của người kia, trong ánh lửa chập tròn, người nọ hai tay đút túi quần, nhún vai, lạnh nhạt nhìn hắn. Vài giây sau đó, tiểu bàn nhìn thấy một bóng đen bay ra ngoài, ầm một tiếng đập vào máy móc, hắn không rõ cái gì rơi xuống đất, theo hắn đánh giá đó là một xác chết. Chỉ có ở bên kia, trốn ở trong phòng và mấy tên lính đánh thuê ở trên mái nhà mới thấy rõ, người từ trong bóng tối bay ra, đập vào máy móc, xương cốt toàn thân nát bấy, chính là Tô là Phổ. Tô là Phổ giống như một túi rác bị người ta ném đi, giống như là đã bị một con cự thú mai phục trong bóng tối cắn xé, tiếng súng đột nhiên trở nên kịch liệt. Ngọn lửa vẫn bập bùng trong đêm, trong cái bập bùng sáng tối đó, người kia đứng trong góc phòng, nhìn lên bàn tay phải dính máu, sau đó rơi lên, liếm thử, khi xoay người lại, có một bóng người vọt sang hành lang khác. Dưới tiếng súng mãnh liệt, tiếng tường đổ đá bay, người nọ hiển nhiên là muốn đột phá vòng vây nhưng mà bị hỏa lực ép cho buộc phải trở về hắn lao ra ngẩng đầu nhìn thấy bóng người trước mặt vô ý thức giơ súng bóp cò bằng một tiếng viên đạn sạt qua tay hắn đập vào bức tường phía sau gạch men lát tường nổ tung bóng người kia ngẩn người ra ra minh sao cậu lại tới đây mục thanh thanh nhìn người đàn ông trước mặt hơi chút sững sờ lúc này nàng không có thời gian quan sát kỹ khi nói xong một câu lại quan sát làn đạn nàng đi về phía trước kéo theo gia minh ngồi xuống dưới đất nhìn sang phía bóng tối của bên kia phía trước có một bức tường dựng thẳng có thể coi như là góc chết của đối phương nàng nhìn cái cửa hồng ở phía sau thở dồn dập vừa rồi có người xông lại cậu có gặp hắn không chúng ta không xông ra được phải chạy trở về cảnh sát cũng sắp đến rồi nói xong nàng nhìn khuôn mặt gia minh nói cậu xảy ra chuyện gì vậy bảo cậu cầm đồ về nhà sao cậu lại trở về đây lúc này uy hiếp của cái chết đã ở gần trong gang tấc nàng nói chuyện cánh tay khẽ run chỉ chỉ về cửa hông cách đó không xa, tôi chỉ nói một lần thôi, cậu chạy theo tôi, có biết không? Một. Lúc này tình hình đã không cho phép trần trừ, lúc nãy nàng ở phía bên kia, cho nên không biết chuyện của tôi là phổ, chỉ nghe được một giọng nói, tao tới rồi, chúng mày đều phải chết, dù sao thì cảnh sát cũng sắp tới rồi, nếu như không xông ra được thì phải kiên trì thêm vài phút. Ba một tiếng, nàng kéo Gia Minh xông ra ngoài, giữa đường hình như là Gia Minh không cẩn thận đẩy nàng một cái, một viên đạn xẹt ngay qua sau lưng mục thanh thanh thân hình của nàng hơi lảo đảo sau đó đạp mạnh một cái phốc một tiếng đã đứng ở sau cửa công gia minh đứng ở sau lưng của nàng coi đầu nhìn ra ngoài dưới sự hướng dẫn của mục thanh thanh hai người dán vào tường đi qua mấy gian phòng lúc đi tới phòng khách đạn không ngừng từ bên ngoài chút xuống cửa sổ phàm là những thứ gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài đã bị phá hỏng không còn chút gì cả mục cha bị thương ngồi ở góc tường tiểu bàn thì nép vào cửa sổ đinh hùng tựa vào một bức tường đổ xem ra trên tay cũng đã bị thương lúc này còn đang chảy máu mấy người còn lại đều tự tìm chỗ trốn lúc nãy họ còn bán trả bây giờ thì không thể được vì thò đầu ra ngoài là ăn đạn ngay mấy người bị thương ở phía đó mà muốn qua bên này cũng là một vấn đề mắt thấy có người vào đám người mộc cha vốn đã giơ súng lên sau đó hạ xuống hắn một tay che vết thương trên bụng đau tới mức đổ mồ hôi không có cách nào ư bốn phía đều là địch nhân tiếp viện sắp đến rồi chứ đúng vậy nói thì nói vậy nhưng mà lúc này hỏa lực của đối phương không ngừng phủ xuống, đang di chuyển vào bên trong, hiện giờ chỉ còn cách mạo hiểm xông ra ngoài, nếu như để cho họ tiếp cận thì sẽ chết cả. Trong khi nói chuyện, một người cảnh sát chú ý tới người đàn ông phía sau Mục Thanh Thanh, hỏi: "Sao hắn cũng tới đây?" Câu hỏi này còn chưa dứt lời, thì trên cửa sổ đột nhiên rơi xuống một thứ, Mục Thanh Thanh quát to một tiếng nằm xuống, sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn lửa lan tứ tung, khí nóng ép ra bốn phía. Nhà xưởng rất lớn, lựa đạn không trúng ai, nhưng mà hơi ép cuồn cuộn, một số vật nhỏ như vụn gỗ, mảnh sắt bắn ra, đập vào trên tường, bụi bậm bay tứ tung, ngói trên nóc phòng cũng rơi cả xuống. Cách đó không xa Đinh Hùng đẩy mạnh một thứ gì đó trên người, nhìn sang phía bên này, thấy mục thanh thanh đang phủi bụi trên đầu, ngọn lửa chập chờn tạo thành những ánh sáng hư ảo, tiếng ông ông vang lên cả trong tay, mấy người lục tục bò dậy, phải lập tức xông ra, không có cơ hội, đi bên kia, phải liều mạng. Xin lỗi là tôi hại mọi người, trong lúc nguy cấp kiểu gì cũng có người không giữ được bình tĩnh mọi người nói chuyện với nhau ý tứ ai cũng hiểu có một số người chỉ vào gia minh nói nhất định có lỗ thủng nếu hắn có thể đi vào được thì chứng tỏ vòng vây của họ vẫn sơ hở lời còn chưa dứt lại một tiếng động lớn truyền tới bức tường mà lúc nãy gia minh và mục thanh thanh nép vào để đi bây giờ đổ xuống mục đích của đám người kia là giết người chúng cũng không hề cố kỵ gì cả phóng cả liệu đạn vào trong mục thanh thanh giơ tay lên hướng phía bên ngoài nổ hai phát súng một gã cảnh sát bị thương ở bên cạnh cũng a à lên một tiếng, nổ súng. Mục Thanh Thanh đi theo phía sau người này không ngừng nổ súng, cảm giác ù tai do lựu đạn nổ vẫn còn, tâm tình nàng bây giờ cũng hỗn loạn, có lẽ là sắp chết, nhưng lúc này không kịp nói chuyện từ biệt. Bốn phía toàn là lửa, bụi, máu tươi, đạn xẹt, tất cả những hành động của họ hiện giờ đều có chút vô ý thức là dũng khí hức tuyệt vọng, bởi vì chỉ có thể làm vậy họ mới có hy vọng sống. Nhưng mà cho dù có liều mạng cũng không bù đắp được sự tranh lệch hiện giờ, người đi trước mục thanh thanh mới vọt tới chỗ cửa sổ thì thân hình đã bay ngược trở lại nàng hầu như có thể nhìn thấy máu tươi tung tóe trên thân thể người kia tay phải cầm súng của hắn vẫn vung lên không trung có lẽ hắn chưa kịp bắn một phát nào nàng quan sát ở bên ngoài thấy có ba tên đang cầm súng tự động giống như là tử thần ngoài cửa sổ chương 592. tử thần ngoài cửa sổ hai cùng lúc đó một bóng đen xẹt qua bên người nàng đón lấy khẩu súng lục trên không trung đẩy thi thể của đối phương sang một bên bị trượt chân mục thành thành ngã xuống mặt đất, nàng vô ý thức vươn tay trái, tóm lấy áo của bóng đen kia. Hành động này của nàng cảm giác như rất dài, dài tới mức vĩnh hằng. Với lại nàng chưa hoàn toàn ngã xuống, nên vẫn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có những điểm hồng, đó là của những người bên ngoài kia. Cùng thời khắc đó, ở phía đối diện, Mân Côn cũng nhìn thấy đầu một tên địch nhân ở ngoài nở hoa. Lúc này hắn đã chuẩn bị rời đi. Người ở ngoài cửa sổ chính là lính đánh thuê của Tô Lào Phổ. Mân Côn thực ra không quan tâm tới Tô Lào Phổ con của hắn đã chết, hắn chỉ quan tâm tới chuyện báo thù. Cho dù như thế nào, hắn cũng phải thừa nhận, đám lính đánh thuê này rất có thực lực, từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn áp đảo ưu thế, bọn chúng di chuyển tới trước sân, đám cảnh sát bên trong bị ép tới mức không còn khả năng nổ súng. Hôm nay đám mục trà chết chắc, trong khi hắn vẫn còn thời gian rời đi, hắn cũng có thể ăn nói với con mình ở dưới suối vàng, nhưng đúng vào lúc hắn đứng dậy, có một đóa hoa máu từ phía trước bắn tới. Máu tươi phun vào bức tường phía sau, đầu người kia bị bắn nát một nửa sọ bắn ra ngoài, máu tươi tung tóe, khung cảnh điêu linh. Người kia vẫn duy trì tư thế cầm súng ngã xuống, một gã thủ hạ thân tín đi tới chỗ hắn, khi đi qua cửa sổ, khuôn mặt hắn bị bắn mất một nửa, chỉ một thoáng mà xương cốt và máu tươi bắn tóe ra, một giây trước còn sống tốt, một giây sau đã ngửa mặt lên trời, cả cái cầm cũng chẳng còn nữa. Bản thân những người kia không hề hay biết, cũng không hề có sự phòng bị, cứ tự động đổ nhào xuống đất, mắt thấy tình cảnh như vậy, mân côn đứng im tại chỗ, trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác trái tim mình đã ngừng đập HTTP. Mấy giây sau đó, tiếng súng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, lửa vẫn cháy, nhà xưởng vẫn hỗn độn, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn họ vốn đã bắt đầu cố gắng bỏ dậy, mỗi người rơi súng, chuẩn bị liều mạng thì bây giờ chân tay nốn cuốn. Mục Thanh Thanh đứng ở một góc, nhìn người đàn ông đã sống chung với mình hơn nửa năm đang cầm súng, lúc nãy hắn chính là người lấy băng đạn ở hông của nàng. Bởi vì nàng do dự, kéo hắn ngồi xuống, nên trên người hắn bị bẩn, lúc này hắn đứng trước cửa sổ, một tay cầm súng ngắm ra bên ngoài, chuyện duy nhất hắn làm là bóp cò. Ba tên cầm súng tự động ở ngoài đã ngã xuống, phía bên kia cũng còn có mấy người nữa, một thi thể ngã từ trên tầng cao xuống dưới, đầu bị bắn nát. Không có người nói chuyện, mọi người cứ kinh ngạc như vậy nhìn người kia, ánh lửa chập chờn bất định, không ai có thể lý giải tình cảnh này, lúc nãy, địch nhân còn áp chế bọn họ, bây giờ một mình hắn áp chế cả đám người bên kia, mười mấy giây đồng hồ sau đó, Gia Minh hơi liếc nhìn Mục Thanh Thanh nói, tôi ra ngoài thanh lý, các người cũng chuẩn bị ra thôi. Nói xong, hắn rút một thanh trùy ở bên người của một cảnh sát, nhảy ra cửa sổ, nương theo những vật yểm hộ ở trong sân. Một lát sau, giết chóc bắt đầu xuất hiện, Mộc cha bỏ dậy, rất lâu sau mới có thể mở miệng nói, đội trưởng Mục, người bạn kia của cô. Trước đây rốt cuộc là ai, là bộ đội đặc trùng của giải phóng quân ư, ách, cái này, Mục Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, cảnh tượng vẫn còn chút ánh sáng, mục thanh thanh bỏ lên tầng chót nhìn xuống dưới thấy gia minh một tay cầm súng đang đứng ở một góc bắn tiểu đối phương nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới trốn ở sau mái hiên của nóc nhà nhìn ra ngoài thế bao vây của đám người kia đã bị đánh tan đã có người bắt đầu bỏ chạy mỗi một lần gia minh nổ súng trong bóng đêm lại có một người ngã xuống có người kêu thảm thiết có người ngay cả kêu cũng không kịp nàng nhìn vào khuôn mặt của gia minh thấy hắn lúc thì thâm trầm lúc thì nghiêm túc sắc mặt này nàng chưa nhìn thấy bao giờ trước kia hắn có thể là chất phác hoặc là thâm trầm, vậy mà về mặt hôm nay. Nói như thế nào đây, giống như là một kỹ sư hoàn thành xuất sắc công việc của mình, đang tính toán cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ nhưng bây giờ hắn đang giết người. Nàng không biết mình có nên ngăn cản hắn không nữa, cũng không biết hắn còn có thể nghe mình hay không. Đám mộc cha bây giờ không ai dám đi lên chẳng ai biết hắn đang ở trong trạng thái như thế nào. Trước kia, khi mục thanh thanh giới thiệu Gia Minh cho bọn họ, nàng đều nói là Gia Minh có bệnh trong đầu tiếng còi xe cảnh sát truyền tới lần này đại quân đã kéo tới giống như là bắt đầu lên núi khi mục thanh thanh muốn nói chuyện thì gia minh cũng bỏ xuống xuống chúng ta gặp lại sau nhé cái gì mấy năm nay tôi ngẩn ngơ có một số việc vẫn chưa hiểu rõ nên không hy vọng có ai điều tra tôi cả cậu cậu muốn đi gia minh đưa tay vỗ vỗ đầu muốn đi tìm một số người làm một số việc nhà của cô ở giang hải có lẽ tôi sẽ tới tìm cô cũng không chừng nhà của tôi chắc cũng ở giang hải mục thanh thanh nhìn hắn cậu đã khôi phục trí nhớ, không tính là toàn bộ, nhưng một số việc vẫn nhớ. Gia Minh cười cười, nụ cười hơi có phần cứng, có một số chuyện tới khi gặp lại mới hiểu rõ được nó có ý nghĩa gì với tôi. Lần này cô dẫn tôi tới Hồng Kông bằng con đường riêng, sẽ mang lại cho cô phiền phức lớn đó, cô phải chuẩn bị tâm lý, một thanh thanh gật đầu, sau đó có chức hảo hiệp nhún vai. Cùng lắm là bị cách chức chứ gì, chắc cũng không tới mức ngồi tù, nếu như cô bị bắt, không cần lo lắng, tôi sẽ cứu cô ra, chuyện này không tới mức như vậy chứ. Ha ha, Mục Thanh Thanh nở nụ cười, nàng thấy Gia Minh từ trên lầu nhảy xuống dưới thì mới nhớ ra một việc, "Này, địa chỉ nhà của tôi là..." Nếu tôi tới, tôi sẽ điều tra ra. Dưới lầu, bóng người kia phất phất tay, Mục Thanh Thanh đứng ở trong gió, máu tươi lan tỏa trong không khí, nàng nhìn bóng người kia càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong rừng cây, đột nhiên nàng bật cười, nụ cười có chút phức tạp, chẳng biết là trong lòng có tư vị gì nữa. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo